Chào em nha, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm mà mình sắp tới mình sẽ bán này. Đây, đây. Cho anh em xem, anh em đây, nò xo nhá, nò xo để làm đồng. Anh em sẽ không phải dùng dây để buộc nữa. Đây, đây là nò xo của mình đã cắt ra. Đây, anh em nhìn này. Nó so khá là mạnh nhá. Nhìn anh em nhìn độ đấy của nó này. Quay cao cao cho nó sáng tí. Nhìn cái sức đàn hồi của nó này. Mình kéo nhá. Nè, kéo căng này. Đấy. Một cái dây này là 60 cm nhá. 60 cm, anh em muốn không? Để xem được bao nhiêu cái nằm này. Quay thấp xuống để xem lòng. Đây, 3 ô là một cái lòng nhá. Một này, một lòng này, hai lòng này, ba lòng này, bốn lòng này, năm lòng này, sáu lòng này, 7 lồng này, 8 lồng này, 9 lồng này, 10 lồng này, 11 lồng này. Nó khoảng 15 lồng em ạ, 15 lồng. Đó. 60 cm nhá, anh em thoải mái luôn. Giá của nó là một dây này là 40.000. Đấy. À, sắp tới thì chắc là cũng có lên giá đấy. Đợt đầu mình sẽ bán 40.000 nhá. Anh em mua về làm lồng khá là sướng. Đây, mình thử rồi. Tất nhiên nhạy. Đấy, mình bắt đầu học làm đồng một hôm nhé. Đấy, nhạy không? Độ đàn hồi của nó so khá là tốt. Đấy. Ok không? Đây nhá. Đây là mẫu của nó. Ở ngoài Bắc nhá. Nam thì trong đấy có nhiều. Mình xin giới thiệu với anh em trong ngoài Bắc thôi. Đấy, anh em nghe tiếng giật này. Đó, nó so khá là tốt. Đây cho anh em xem kỹ. Mở quá, tại vì quay nó bóng điện tối quá. Khá là ok đúng không? Mình cho mình làm là mình thấy ok. Đấy. Tại vì ngoài Bắc cũng tìm được cái loại là so này khá là khó. Đấy. Anh em nào mua thì làm nào nhỉ? Mình cho anh em số điện thoại nhé. Anh em là mua thì hẹn mình số 0971443403. Đấy, ok. Mình xin nhắc lại lần nữa nha. 0971443403. Ok. Anh em mua hàng thì alo mình nhé. Hoặc nhắn tin cho mình cũng được. À. Okay. Anh em có thể nhắn tin bằng Zalo bằng số này cho mình nhé. Và video mình kết thúc ở đây. Anh em thấy video hay thì nhớ like. Anh em nào không muốn gọi điện thì hãy comment bên dưới video này. Mình sẽ comment số điện thoại bên dưới video này. Đó. Ok. Video mình kết thúc đây nhé. Anh em mua ủng hộ mình nhé. Đây, dây nó so, anh em làm đồng nó so khá là ok. Đó. Ok, mình xin kết thúc video đây. Chào anh em.